Ngày 18 tháng 10, tại Ủy ban Nhân dân xã Phùng Giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức lễ ra mắt mô hình phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt, dễ phân hủy làm phân bón vi sinh quy mô hộ gia đình nhằm giảm thiểu rác thải sinh hoạt phải xử lý, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Thanh Hóa và đồng chí Lê Hùng Cường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về tác hại của chất thải nhựa, tạo chuyển biến tích cực trong hành động thu gom rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông, tích cực sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, hình thành thói quen và phân loại rác tại hộ gia đình, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đồng thời tăng cường tái sử dụng chất hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng. Việc phân loại rác là việc làm cần thiết. Trong quá trình phân loại rác tại hộ gia đình sẽ hạn chế được rác thải nhựa. Rác thải nhựa có thời gian phân hủy rất lâu và nếu không xử lý sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Mô hình nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sống của mỗi gia đình, thực hiện nếp sống văn minh. Tại buổi ra mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trao 400 thùng đựng rác cho 400 hộ gia đình tại hai xã Phùng Giáo và Vân Am, đồng thời được tiến sĩ Mai Thành Luân, giảng viên Trường Đại học Hồng Đức, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn cho các gia đình và cách sử dụng chế phẩm sinh học để ủ rác thải thành phân sinh học.